máy bay không người lái nhằm ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp một nhà sản xuất máy bay không người lái có trụ sở tại quảng châu trung quốc đã hợp tác với hãng nghiên cứu bayer group science của đức và cho ra mắt một đội quân ron với tác dụng triệt phá sâu bệnh côn trùng có hại thử nghiệm được tiến hành tại một số khu vực nông thôn tại tỉnh quảng tây và vân nam vốn đang hứng chịu đợt tấn công khủng khiếp của loài sâu keo mùa thu loài sâu hại có mệnh danh kẻ hủy diệt cây trồng nổi trội với đặc điểm là sức ăn rất khỏe có khả năng di trú tới 100 km chỉ trong một đêm gây hại nặng cho ngô và nhiều loại cây trồng khác. Để chiến đấu với chúng, những chiếc drone có chứa chất diệt côn trùng có độc tính thấp bên trong phải di chuyển với số lượng lớn và bao trùm khắp một khu vực. Lợi ích lớn nhất của drone so với con người đó là có thể hoạt động an toàn sau khi mặt trời lặn để tiêu diệt các loài gây hại. Do ban đêm là khoảng thời gian chúng kiếm ăn tích cực nhất. Hiện nay tại Trung Quốc, sâu keo mùa thu đang gây ảnh hưởng hơn 950.000 hecta hoa màu thuộc 24 tỉnh vào giữa tháng 8, bao gồm các tỉnh Hà Bắc, Thiểm Tây, Sơn Đông. Tuy nhiên với sự can thiệp của đội quân Ron, 90% các khu vực chịu ảnh hưởng từ sâu bệnh cho biết dịch đã được kiểm soát, với tỷ lệ tiêu diệt sâu bệnh của phương pháp này lên tới 98%.